Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Nguyên Audio chuyên âm thanh hàng bãi tuyển chọn, địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Xin hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa Yamaha NS8585 đến từ đất nước Nhật Bản. Hôm nay rất vinh dự lại được có mặt tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Đôi loa về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp long lanh như mới, thiếu thùng xốp mang về quý vị nhé. Và đôi loa này thì bao zin cho quý vị và các bạn chúng ta nguyên bản 100%. Đôi loa nhìn rất là gấu và hầm hố quý vị nhé. Đôi loa sử dụng 4 đường tiếng trên một thân thùng, 4 đường tiếng 4 loa. Nó sử dụng một chiếc loa bát 30cm màng giấy gân lụa. Với gân lụa thì quý vị và các bạn chúng ta mãi mãi không bao phải thay đến gân của đôi loa này. Quý vị nhìn thấy gông của loa bát nó lồi về đằng trước đây, nhìn rất là hầm hố quý vị nhé. Nó sử dụng một chiếc loa chung có cái nón màu vàng rất là đẹp. Và một chiếc loa chép tai voi rất là lớn quý vị nhé. Chiếc loa chép này là chép kèn. Và một chiếc loa chép còi hình đầu đạn quý vị nhé. Rất đẹp, có hai lỗ thông hơi ngang với loa chung đây quý vị nhé. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Và có đầy đủ tem của hãng sản xuất đây ạ. NS8585 quý vị nhé. Trên đời Yamaha NS8585 này thì NS9595 sử dụng bát 40, còn dòng này thì nó sử dụng bát 30. Nếu quý vị nhìn thấy đây, chân của nó thì có ba cái gạch ngang tạo điểm nhấn cho đôi loa nhìn rất là đẹp quý vị nhé. Đây, Nguyên Audio sẽ quay qua cái góc cạnh của đôi loa Yamaha NS8585 này. Màu vàng vân gỗ mang lại cái vẻ đẹp rất sang trọng. Đẹp, 8 góc cạnh của đôi loa thì chưa bị xước sẹo gọi là một chút nào. Đằng sau thì nó đều đẹp như đằng trước thôi quý vị nhé. Dòng này thì quý vị có thể kết hợp 2 trong 1. Chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Chơi đa thể loại nhạc, nó rất dễ phối ghép âm ly. Quý vị có thể ghép với những dòng âm ly Jaguar 506, những chiếc vang đậy. Vì hôm nay Nguyên Audio ghép với chiếc âm ly Samsung 707i, kết hợp thêm một chiếc vang để quý vị và các bạn chúng ta tiện để hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Đôi loa có chiều cao là 95cm, chiều ngang 40 và chiều sâu cũng rất là sâu. Chiều sâu bằng chiều ngang là 40cm, có trở kháng 8 ohm, công suất là 250W trên một thân thùng quý vị nhé. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thập âm chất âm của đôi loa Yamaha NS8585 đến từ đất nước Nhật Bản này. Nguyên Audio sẽ test nhạc trữ tình J-Mix để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức cái chất âm đậm chất bát uy lực và mạnh mẽ.